Xin chào anh chị, Thương và mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock. Thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay. Thì hôm nay em cũng xin phép là một cái video ngắn thôi, để cùng với các chị chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường, cũng như đi qua một số các cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm. Anh chị nào xem video thì có thể nhấn cho Đạt một cái nút like, cũng như là một cái nút đăng ký kênh để ủng hộ em để chị đăng ký ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Chúc cho anh chị và gia đình của mình có một buổi tối an lành. Phần đầu tiên của video thì chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì VN-Index hôm nay đóng cửa mức là 1.507,99 điểm, tăng 15,89 điểm tương với 1,06%, với mức thanh khoản là 19.463 tỷ, với 278 mã tăng, 12 mã tăng trần, 65 mã tham chiếu, 151 mã giảm và 0 mã giảm sàn. Trong loại VN30 thì có 29 mã tăng, 0 mã tăng trần, 0 mã tham chiếu, 1 mã giảm và 0 mã giảm sàn. Thì ngày hôm nay là cái phiên tăng điểm khá là tốt của thị trường, với mức tăng là gần 16 điểm. Đầu rộng thị trường thì cũng nghiêng về bên mua, gọi là bên tăng điểm, với 278 mã tăng và 65 mã và 151 mã giảm. Trong rộng VN30 thì với cái tác động bởi các tác động của tạo lập cũng như là các tổ chức vào cái phiên ATC để chốt cái long short bên phái sinh, thì ngày hôm nay toàn VN30 thì tăng khoảng là 19 điểm với 29 mã tăng. Và ngày hôm nay thì trước cái phiên ATC thì thị trường nó lăn quanh khoảng cái vùng là đây này. Trước cái phiên ATC là thị trường nó lăn quanh cái vùng là khoảng 1.500 thôi. Nhưng mà vào cái phiên ATC thì với sự tác động để chốt gọi là long short bên phái sinh thì thị trường nó mở một cái gap up là khoảng 7 điểm, là từ cái vùng là quanh 1.500 và đóng cửa cái mức là quanh cái vùng là 1.507, gần 1.508 điểm. Thì với cái thì khi mà chị nhìn qua về các cái mã cổ phiếu thì ngày hôm nay có khá nhiều những cái mã cổ phiếu như là GAS này. Đó. Ví dụ anh chị nhìn GAS, ví dụ như là GAS thì nó tăng từ vùng giá là khoảng 116.8 lên cái vùng là 118.7, hoặc với những cái Masan này. Đó, Masan nó cũng kéo STC này, là nó tăng từ 160 lên cái vùng là 163, hoặc là với một số cái mã cổ phiếu như là BNG nó cũng mở gap này, hay là MB này, BIDV này. Đó, hay là những cái mã cổ phiếu như là VPBank này. Đó, rất nhiều những cái mã cổ phiếu trong loại VN30 nó mở một cái gap up vào cái phiên ATC. Thì đây là tác động ngắn hạn để nó chốt long short bên phái sinh thôi. Thì ngày mai thì đường nào thì kiểu thì nó cũng sẽ trả điểm lại anh ha, tại vì cái biến động này là cái gap gọi là khoảng gần 8 điểm. Cái gap gần 8 điểm là chỉ do tác động trong ngắn hạn và cái phiên ATC bởi những cái mã cổ phiếu VN30. Thì ngày mai khi mà những cái mã cổ phiếu nó trả điểm trở lại thì thị trường nó sẽ thói lui về anh ha. Thị trường ngày mai thì nhiều khả năng là nó sẽ thói lui về để nó kiểm định là cái vùng 1.500. Tại vì cái vùng 11.500 là một cái mức đóng cửa lúc là khoảng 14:30 á, thì ngày mai khi mà trả điểm lại thì thị trường nó cũng sẽ test lại cái vùng này. Đó, thì hiện tại về cái góc nhìn chung của thị trường hiện tại thì em nói là góc nhìn chung luôn nha, em nói góc nhìn chung luôn. Thì nếu mà thị trường nó vẫn giữ được trên cái vùng là quanh 1470 và nó vẫn đi ngang và khối lượng nó vẫn thấp nha, thì thị trường nó vẫn là những cái cơ hội rất là tốt để chị đầu tư. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu tại vì rất nhiều các anh chị giai đoạn vừa rồi là anh chị sợ là thị trường nó sẽ sập, nhưng mà thị trường nó đã sập từ cái khoảng thời gian này rồi, là khoảng thời gian em hay gọi là cái mùa bán cổ phiếu được em gọi là cái mùa chốt là cổ phiếu. Thì khi mà thị trường nó cân bằng, nó tạo hai đáy, nó tạo một đáy, nó tạo hai đáy mà đi lên và nó quay trở về, nó test lại đường neckline quanh cái vùng là 1470, nó test rất là thành công. Thì nếu mà thị trường nó chỉ cần đi ngang và nó giữ trên cái vùng này thôi là thị trường nó vẫn là những cái cơ hội rất là tốt để anh chị đầu tư anh ha, để anh chị đầu tư. Tại vì thông thường anh chị lưu ý, nếu mà thị trường sau một cái mùa chốt là cổ phiếu nó tạo đáy mà đi lên và nó giao dịch với thanh khoản thấp nghĩa là cái vùng đó là nhà đầu tư rất là chán nản. Nhà đầu tư sẽ nói là sao cái mã cổ phiếu này mua mà sao lâu chạy giữ em, cái mã cổ phiếu này mua mà sao lâu có lãi giữ em, khi nào cái mã cổ phiếu nó chạy. Cần là cái tâm lý của thị trường rất là chán nản. Và anh chị lưu ý, khi mà anh chị đầu tư trên thị trường mà tâm lý nhà đầu tư còn sợ, thanh khoản vẫn còn thấp, nên là thanh khoản mà nó cao như này nè là nó mới sập anh ha. Thanh khoản mà nó cao như thế này này là lúc đó là thị trường nó mới có biến anh chị không. Lúc mà thị trường là khoảng cuối tháng 12 cuối tháng 12 đến khoảng đầu tháng 1, anh chị thấy thị trường thanh khoản nó tăng cao không? Hoặc là như những cái đợt sập, vào những cái ngày là khoảng tháng 7 đó, khi mà thị trường nó chạy nó rút, nó tăng rất là nhanh. Hay là ví dụ như là những cái ngày tháng 1 khi mà thị trường nó chạy nó rút đó, tháng 1 năm ngoái nè, khi mà thị trường nó chạy nó rút này, thanh khoản nó tăng này, thì lúc đó thị trường nó mới là nó rủi ro. Nhưng mà khi mà chỉ cần là thị trường nó vừa trải qua những giai đoạn gọi là cái mùa bán cổ phiếu, em hay gọi là cái mùa chốt lời, nó cân bằng đi lên, nó test lại cái đường neckline, là đường hỗ trợ quanh 1470, thì hiện tại làm thấy là cái sự đảm bảo của thị trường rất là tốt trong cái nhịp này rồi. Cần là vừa sau cái nhịp rơi tạo đáy vượt đỉnh, đúng không? Tạo đáy này, tăng lên trở lại này, quay trở lại test cái vùng cái đường cổ là quanh 1470, và hiện tại là em hay gọi cái vùng này là một cái vùng tắc nghẽn, gọi là cái vùng lình xình, gọi là cái vùng lình xình sau một cái mùa bán cổ phiếu. Thì với cái thanh khoản thấp thì em rất là thích với cái thanh khoản thấp anh chị ha. Tại vì khi mà thị trường giao dịch với thanh khoản thấp á, nghĩa là nhà đầu tư còn sợ, nhà đầu tư còn lo lắng là ví dụ như cái mẻ cổ phiếu này nó có tăng lên hay không, rồi cái mẻ cổ phiếu mình mua chừng nào có lãi ít quá, thì khi đó là thị trường nó vẫn chưa có sập. Tại vì sao? Tại vì thị trường nó chỉ sập á khi mà các chị hưng phấn thôi. Còn nếu mà chị còn lo đó thì thị trường nó vẫn còn ok anh nha. Đó là cái vấn đề về thị trường. Còn những cái tin tức ở bên ngoài thì em không có bàn. Ví dụ như là bây giờ như là thằng Nga nó quay trở lại nó đánh thằng Ukraine đi nha. Nếu mà bây giờ mà thằng Nga nó quay trở lại, nó đột nhiên nó đàm phán xong nó quay trở lại nó đánh, hay là ví dụ như là Fed họp khẩn tăng lãi suất nhanh, thì những cái vấn đề này là những cái thông tin bên ngoài, là những cái thông tin mà chúng ta không kiểm soát được và nó tác động ngắn hạn đến thị trường. Thì nếu mà những cái thông tin đã xảy ra thì nó cũng sẽ tác động phần nào đến tâm lý các chị nhà đầu tư ở trong ngắn hạn. Nhưng mà nhìn chung là trong những cái ngày vừa qua thì khi mà chị nhìn qua về các cái chỉ số, các chỉ số của nước Mỹ như Dow Jones hay là Nasdaq, hay là các chỉ số của châu Âu hay là châu Á, thì sau khi mà nó trải qua những cái thông tin trong ngắn hạn thì các chỉ số điều chỉnh rất là mạnh. Nhưng mà sau khi mà trải qua khoảng từ 3 đến 4 ngày, đây 3 đến 4 ngày thì cái sắc xanh nó đã dần dần nó quay trở lại rồi. Anh ha, cái sắc xanh nó đã dần dần nó xuất hiện trên các chỉ số của tài chính thế giới rồi. Tức là cái tâm lý nhà đầu tư trên toàn cầu thì cũng đã tiếp nhận và phản ứng với cái thông tin này rồi, cũng đã hấp thụ hết cái thông tin này rồi. Vậy nên các chị cũng không cần quá lo lắng đến giai đoạn hiện tại. Còn trong tương lai thì nó có đánh hay không, rồi Fed nó có như thế nào thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng mà trong ngắn hạn, sau khi mà vừa trải qua những cái thông tin mà liên tục như vậy thì anh chị cũng có thể là yên tâm được phần nào trong ngắn hạn. Còn trong tương lai thì em sẽ đánh giá thêm. Nhưng mà đến giai đoạn hiện tại thì các cái thông tin này thì nó cũng sẽ gọi là nó cũng đã được hấp thụ hết rồi đó, về những cái thông tin vĩ mô. Tại vì những cái tin tức như thế này á là những cái tin tức chúng ta không kiểm soát được. Chẳng hạn như là anh chị đoán đây, anh chị đoán cái thằng Nga nó có đánh Ukraine hay không đó, thì làm sao mà biết được? Không ai có thể biết được. NATO với Mỹ cũng không thể biết được là Nga nó có đánh Ukraine hay không, mà làm sao mà chúng ta đoán được nha. Thì những cái vấn đề này thì nhìn chung là trong ngắn hạn thì nó cũng đã hấp thụ được hết rồi. Vậy nên các anh chị cũng yên tâm được phần nào với những cái thông tin như thế này. Nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro trong tương lai anh ha. Nói gì thì nói, trong tương lai thì nó cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro. Ví dụ như là nó đàm phán không được đi, ví dụ nó rút quân bớt về để nó đàm phán. Nhưng mà khi mà nó đàm phán không được thì nó cũng sẽ có thể có những cái rủi ro trong tương lai. Thì em nói như vậy để anh chị có thể nắm tinh thần về những cái tin tức về những cái tin tức vĩ mô bên ngoài. Còn nếu mà về tình hình thị trường hiện tại, theo cái góc nhìn của em về tình hình thị trường á, thì nếu mà thị trường nó vừa rơi, đúng không? Đó, nó gãy này, nó rơi, nó tạo một đáy, tạo hai đáy này, nó vượt lên, nó test lại đường neckline và nó vẫn giao dịch với cái thanh khoản thấp như thế này. Có nghĩa là sao? Về cái trend trung hạn á, có nghĩa là khi mà anh chị đầu tư theo quý á, hoặc là anh chị đầu tư với một giai đoạn mà dài á, ví dụ là 1 tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng á, thì anh chị chú ý cho em là cái đường màu đen này. Cái đường màu đen là gọi là cái đường trendline về trung hạn. Nếu mà anh chị đầu tư á, mà cái đường màu đen này này, đó là cái đường mà nói đây, cái đường màu đen này mà nó vẫn còn được giữ. Có lẽ ở đây em không có nói những cái vấn đề mà anh chị nào đánh với những anh chị đánh lướt sóng T cộng anh nha. Với những anh chị nào đánh lướt sóng T cộng trong ngắn hạn á thì em không có nói cái vấn đề này. Thì em không có bàn cái thì em không có bàn cái vấn đề này. Nhưng mà nếu anh chị nào đầu tư là khoảng 1 tháng hoặc là 3 tháng hoặc là 6 tháng á, thì thôi ngắn là chúng ta còn đầu tư theo quý đây, thì chỉ cần mà cái trend này đã được giữ này, nó chỉ cần cái đường màu đen này đã được giữ thôi là thị trường nó vẫn còn ok, là nó vẫn là những cái cơ hội rất là tốt để anh chị có thể đầu tư. Đó, em nói đây là cái góc nhìn tổng quan chung của em luôn về thị trường, chứ em không có phân tích là theo ngày, là ví dụ là ngày mai cái mẻ cổ phiếu này tăng hay giảm, rồi ngày mốt là cái mẻ cổ phiếu này tăng hay giảm. Có nghĩa là em nói góc nhìn tổng quan để anh chị có thể nắm cái tinh thần để anh chị đầu tư. Tại vì khi mà chúng ta nhìn dài được á là chúng ta mới nhìn ngắn được, khi mà chúng ta nhìn rộng á thì chúng ta mới nhìn hẹp được nha. Khi mà chúng ta nhìn to thì chúng ta mới nhìn cái nhỏ được. Thì đây là em nói cái góc nhìn tổng quan, chỉ cần cái đường màu đen này nó được giữ, chỉ cần mà thị trường nó vẫn neo được quanh cái vùng là 1460 đến 1470, thị trường đi ngang giao dịch với thanh khoản thấp, là lúc đó là thị trường nó vẫn là những cái cơ hội rất là tốt để anh chị đầu tư. Vẫn là cơ hội rất là tốt. Thì em hay gọi cái pha này này, cái pha này chỉ là một cái pha khởi động thôi, gọi là một cái pha đầu tiên thôi của một cái quý. Tại vì khi mà thị trường nó kết thúc ở cái giai đoạn là cái mùa chốt lời cổ phiếu, gọi là cái mùa bán cổ phiếu á, sau khi mà nó cân bằng thì cái nhịp vừa rồi là khoảng từ 2 đến 3 tuần vừa rồi gọi là cái nhịp khởi động. Thì sắp tới đến khoảng là cuối tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 thì chúng ta sẽ bước sang một cái mùa em hay gọi là một cái pha tăng tốc. Một cái pha tăng tốc thì em nghĩ là gì? Hiện tại là từ đây đến khoảng là cuối tháng 2 là thời gian rất là tốt để anh chị gom cổ phiếu. Anh nha, từ đây đến khoảng là cuối tháng 2 thì bây giờ là ngày 17 rồi. Năm nay là 20, xin lỗi chị, tháng này là 28 ngày. Thì ngày 17 đến khoảng là ngày 28 người là trong khoảng là 1 đến 2 tuần sắp tới là những cái cơ hội rất là tốt để anh chị có thể gom cổ phiếu. Sang tháng 3 thì anh chị nếu anh chị nào đánh từ khoảng là từ ngày 10 tháng 3 đến khoảng là ngày cuối tháng 3 trở đi thì anh chị đánh ngắn thôi. Còn nếu anh chị nào đánh với một cái tâm thế gọi là hold á, gọi là một tâm thế gọi là nắm giữ á, thì anh chị nên mua trước trong tháng 2 này. thì nó sẽ ok rất là nhiều. Tại vì chỉ cần là tại vì sao? Tại vì khi mà thị trường nó giao dịch đi ngang với thanh khoản nó thấp á, với thanh khoản nó thấp nghĩa là nhà đầu tư còn sợ, nhà đầu tư còn lo lắng là cái mã cổ phiếu mình là có lên hay chưa em, rồi cái mã cổ phiếu này sao nó chậm dữ em, có nghĩa là nhà đầu tư còn sợ hãi, còn nghi ngờ, thì lúc đó là lúc anh chị có thể gom cổ phiếu. Còn lúc mà những cái mã cổ phiếu nó chạy âm như thế này đó, còn lúc mà những cái mã cổ phiếu nó chạy âm như thế này, hay là nó chạy âm như thế này này đó, nó chạy âm như thế này mà anh chị bay vào anh chị đu á, là lúc đó anh chị mới chết. Còn lúc mà thị trường nó còn nản đó, nó còn thanh khoản nó vẫn còn thấp, nó vẫn còn nản, nhà đầu tư vẫn còn sợ, là anh chị cứ yên tâm, anh chị cứ gom cổ phiếu nha. Đó là cái vấn đề của thị trường trong dạo này. Em mới nói cái góc nhìn tổng quan để anh chị có thể nắm cái tinh thần. Tại vì khi mà chúng ta có cái tinh thần á, thì những cái nhịp rung lắc của thị trường hay là những cái nhịp mà xanh đỏ của thị trường á, là chúng ta không có bị hoảng loạn anh ha. Đó là cái, đây gọi là cái pha của thị trường. Thì bây giờ thị trường nó mới được gọi là cái pha khởi đầu thôi, gọi là cái pha bắt đầu, và bắt đầu một giai đoạn từ giai đoạn là khoảng đầu tháng 3 thì mới bắt đầu là những cái pha mà tăng tốc. Thì bây giờ là trong 10 ngày sắp tới, thì nếu mà anh chị có thể canh những nhịp mà rung lắc thì anh chị có thể canh gom những cái mã cổ phiếu theo dạng gọi là hold, gọi là theo dạng về nắm giữ á. Còn sao mà đầu khoảng là giữa tháng 3 đến khoảng là cuối tháng 3 thì nếu anh chị có đánh là chị đánh ngắn thôi, chứ mà đừng có chờ đến khoảng là cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi mà anh chị thấy những cái mã cổ phiếu nó chạy mầm, anh chị bay vào anh chị mua, anh chị hỏi em là em ơi cái mã cổ phiếu này nắm 3-6 tháng được không em? Có là được thì vẫn được, nhưng mà cái vị thế của chúng ta khi mà lúc đó thì nó không còn tốt nữa. Đó nhỉ ha. Em nói như vậy để anh chị có thể nắm cái tổng quan của thị trường. Tại vì đây gọi là cái nhịp đập. Anh nha, trên thị trường nó luôn có những cái nhịp đập. Nhịp đập nghĩa là sao? Có là đầu quý á là nó sẽ lên sình nha, đầu quý là lên sình, rồi giữa quý là tăng, rồi cuối quý là chạy mạnh. Đầu quý lên sình, giữa quý là tăng, cuối quý là chạy mạnh này nè, đầu quý lên sình này, rồi giữa quý là tăng nhanh, rồi cuối quý là những cái mã cổ phiếu như là nó chạy nước rút. Thì khi mà chừng nào anh chị thấy những cái mã cổ phiếu mà nó chạy nước rút, rồi penny nó chạy, rồi thanh khoản nó tăng á, nha, chừng nào mà thấy mà thanh khoản nó tăng á, rồi người ta hô hào con này siêu cổ rồi con kia siêu cổ á, là lúc đó anh chị mới sợ. Còn nếu mà thị trường nó cứ giao dịch mà nó cứ lình xình như này á, là anh chị cứ yên tâm anh chị đầu tư. Đây là cái vấn đề gọi là cái nhịp đập của thị trường. Chúng ta nói ở đây là chúng ta bỏ qua các cái thông tin về vĩ mô anh nha, các thông tin về Nga hay là Ukraine như này này, hay là các thông tin của Fed á, là chúng ta bỏ qua. Tại vì những cái thông tin này là chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà theo nhịp đập của thị trường, sau một cái thời gian mà em đầu tư trên thị trường á, là cái nhịp đập của thị trường lúc này nó vẫn đang rất là tốt, làm những cái khoảng thời gian rất tốt để anh chị có thể gom cổ phiếu để anh chị đầu tư. Đó là góc nhìn của em trong giai đoạn này. Em nói qua để anh chị có thể nắm giữ. Tại vì rất nhiều chị hỏi em là em ơi cái mã cổ phiếu này mua được hay không? Cái mã cổ phiếu này nó chỉnh mua được hay không? Ví dụ như là cái mã cổ phiếu nó vẫn còn ok, trend nó vẫn tốt, nó vẫn còn được hưởng lợi, thì chị có thể canh những nhịp điều chỉnh chị mua. Cứ yên tâm mà gom cổ phiếu thôi, anh chị không cần quá lắng nhỉ ha. Rồi thì em trong cái video ngày hôm nay thì em có nói luôn một cái vấn đề là giai đoạn này á, thị trường nó sẽ chia làm hai loại cổ phiếu. Hai loại cổ phiếu là sao em? Cái loại cổ phiếu đầu tiên á, là cái loại cổ phiếu mà nó đang ở cái sườn gọi là nó đang trong một cái xu hướng tăng, gọi là cái mã cổ phiếu nó gọi là nó khỏe hơn thị trường sau khi mà thị trường điều chỉnh. Ví dụ với một số những cái mã cổ phiếu như là ngân hàng như là MB Bank, như là BIDV, như là STB. Đó, một số những cái mã cổ phiếu ngân hàng gọi là khi mà thị trường nó chỉnh á, là những cái mã cổ phiếu này nó không chỉnh mà nó vẫn tăng. Đó, hay là một số những cái mã cổ phiếu bất động sản khu nghiệp như là HSC, như là Long Hậu này, HSC, Long Hậu hay là KBC hay là BCM. Hay là một số những cái mã cổ phiếu về bán lẻ như là BNG hay là BET hay là FRT, rồi hay là DCW hay là Masan, hay là một số những cái mã cổ phiếu như là VRE. Có nghĩa là nó khỏe hơn thị trường, có nghĩa là nó khỏe hơn thị trường khi mà thị trường nó điều chỉnh. Hay là một số những cái mã cổ phiếu riêng lẻ khác, ví dụ là cá bao này, hay là bao là một cái mã cổ phiếu nó hồi khá là nhanh khi mà thị trường điều chỉnh. Hay là một số những cái mã cổ phiếu như là KDH này, hay Đất Xanh. Đây là em chỉ nói là những cái mã cổ phiếu nó riêng lẻ thôi nhỉ ha, chứ em không có nói những cái mã cổ phiếu. Có nghĩa là về ngành á, thì những cái ngành mà nó khỏe hơn thị trường trong dịp vừa rồi thì có ngành ngân hàng, ngành bất động sản khu nghiệp và ngành bán lẻ. Còn một số những cái mã cổ phiếu ngành bất động sản mà nó khỏe hơn so với ngành. Có nghĩa là cả một ngành á, thì ngành bất động sản là cái ngành giảm mạnh, nhưng mà những cái mã cổ phiếu như Đất Xanh hay là những cái mã cổ phiếu là KDH, hay là một số những cái mã cổ phiếu về bên điện thì có thằng Bao này. Đó thì đó là những cái mã cổ phiếu mà gọi là cái xuống của nó là gọi là nó khỏe thị trường. Đó là những mã cổ phiếu và riêng lẻ. Rồi đó là cái loại đầu tiên, gọi là em hay gọi chung luôn á là những cái mã cổ phiếu nó khỏe thị trường. Rồi cái kiểu thứ hai á, là những cái mã cổ phiếu nó rơi chung so với thị trường và nó đang cân bằng và nó đang hồi phục lên trở lại. Ví dụ những cái mã cổ phiếu là DIC, như là LDG, như là CKG. Đó, những cái mã cổ phiếu như vậy, những cái mã cổ phiếu FCN. Rồi anh chị chờ một xíu ha. Rồi chúng ta tiếp tục như đó, một số những cái mã cổ phiếu gọi là nó ở sườn bên phải. Đó là những cái mã cổ phiếu mà hồi nãy em nói đầu tiên á, là những cái mã cổ phiếu nó ở sườn bên trái. Còn những cái mã cổ phiếu như thế này á, gọi là em hay gọi là những cái mã cổ phiếu nó đang ở cái sườn bên phải, FCN này, DCW này, hay là Nam Long này. Đó, hay là những cái mã cổ phiếu như là CKG, hay là những cái mã cổ phiếu như là GB6. Đó, gọi là những cái mã cổ phiếu về xây dựng hay là đầu tư công HSV. Đó thì nó sẽ có chia làm hai loại cổ phiếu như vậy. Đó thì em sẽ chia loại hai loại cổ phiếu như vậy. Thì với những cái tình hình thị trường như này á, thì với cái tình hình thị trường như thế này, rồi thì với những cái mã cổ phiếu mà nó đang ở sườn bên phải như này á, thì nó sẽ có một cái kiểu nha, với những cái mã cổ phiếu là đích này, hay là sell này, hay là những cái mã cổ phiếu Nam Long á, thì nó sẽ có một cái kiểu là nó sẽ bắt đầu một cái quá trình nó cân bằng. Thì quá trình cân bằng này á thì thông thường á nó sẽ mất khoảng từ 1 đến 6 tháng, tùy thuộc vào cái form của một cái mã cổ phiếu nó như thế nào. Nhưng mà em thấy nha, em thấy á, thông thường nó sẽ mất khoảng từ 3 đến 6 tháng gọi là để nó cân bằng. Giống như là những cái nhịp như thế này này. Giống như là khi mà những cái mã cổ phiếu nó rơi á, ví dụ như anh chị nhớ những cái mã cổ phiếu như là ngân hàng trong cái nhịp là quý 2 không? Đó, khi mà nó rơi á thì nó sẽ có những cái vùng cân bằng như này này. Thì nó sẽ mất khoảng từ 3 đến 6 tháng tùy thuộc vào cái mã cổ phiếu nó cân bằng như thế nào. Đó, khi mà rơi một cái mã cổ phiếu nó rơi một mạch đi thì nó sẽ mất khoảng thời gian nó cân bằng như này này. Nó sẽ mất khoảng thời gian để nó cân bằng. À, những cái mã cổ phiếu như là CTG nè, khi mà rơi á thì nó phải cần một thời gian để nó đi lên trở lại. Đó, thì đích nó cũng như vậy thôi. Đích hay là LDG á, hay là CEO, hay là những cái mã cổ phiếu là CKG á, thì nó cũng sẽ mất thời gian nó như vậy. Chứ nó không bao giờ nó tăng một mạch từ dưới vùng giá là 24, nó tăng lên vùng giá 42 để anh chị bán đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu chị cho anh chị làm một cái đầu lái của một cái mã cổ phiếu đi. Cái mã cổ phiếu nó, anh chị muốn lái cái mã cổ phiếu đó lên. Và cái mã cổ phiếu nó ở target đó thì khi mà anh chị đè giá xuống á thì anh chị sẽ mất thời gian để anh chị gom lại. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh chị bán á là anh chị đã bán đến cái cục này này. Có nghĩa là những cái nhịp mà khi mà những cái mã cổ phiếu nó chạy á là anh chị sẽ xả dần. Thì khi mà chị thẻ nó rơi á là anh chị sẽ bắt đầu anh chị đè, chứ anh chị không bao giờ anh chị bỏ tiền, anh chị kéo lên để nhỏ lẻ bên trên này á nó bán đâu. Tại vì những cái lượng người mà còn kẹp bên trên á đa phần là nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì không bao giờ một cái mã cổ phiếu nó tăng từ đấy nó tăng lên một mạch được, mà nó phải cần thời gian đi ngang. Đó, thì quá trình đi ngang này này nó sẽ mất khoảng từ 3 đến 6 tháng tùy thuộc vào các mã cổ phiếu. Đó, khoảng từ 3 đến 6 tháng. À, đó thì đó là cái gốc, có là để mà nó tăng từ dưới này này và nó lên lại cái đỉnh cũ á thì này sẽ mất khoảng từ 3 đến 6 tháng. Thì đó là cái quan điểm của em với những cái mã cổ phiếu mà nó rơi trong cái nhịp vừa rồi. Những cái mã cổ phiếu mà nó rơi sâu anh nhỉ ha. Còn những cái mã cổ phiếu như là Đất Xanh là nó khỏe rồi. Những cái mã cổ phiếu Đất Xanh là nó rơi nó hồi lại rất là nhanh. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó rơi sâu như thế này á, hay là như là những cái mã cổ phiếu là đích á, thì để mà nó hồi lại vùng giá 120 trên bên trên này này thì nó phải cần thời gian. Thì nó phải cần thời gian thêm. Anh ha. Chứ rất nhiều chị hỏi là em ơi, ví dụ như thằng LDG này nó tăng từ vùng giá dưới này mà nó tăng lên cái đỉnh là khoảng giá 28, 30 nhanh được không em? Thì nghĩa là nó rất là khó tăng trong một thời gian ngắn nha, sẽ mất khoảng thời gian là khoảng từ 3 đến 6 tháng. Đó, thì với cái kiểu mà thứ hai như vậy á, với cái kiểu mà với những FCN này hay là HHV mà hay là VCG á, thì những cái mã cổ phiếu này về vĩ mô hay là về ngành hay là về cổ phiếu thì nó vẫn tốt thôi. Nhưng mà tại vì cái nhịp rồi thì nó tăng nóng quá, với lại là nó cũng giảm hơi sâu. Vậy nên để mà những cái mã cổ phiếu mà nó về nó hồi lại đỉnh cũ thì nên sẽ mất khoảng từ 3 đến 6 tháng để nó tạo đáy, nó cân bằng dòng tiền nó vào thì nó mới về lại cái đỉnh cũ được anh nha. Thì nó sẽ mất thời gian, thì đây là nói chung luôn. Thì nếu anh chị nào mà bắt đáy được với những cái mã cổ phiếu này á thì em nghĩ là để mà tốt nhất thì anh chị nên đánh ngắn nha, nên đánh ngắn. Ví dụ như là có bắt đáy được thì chúng ta đánh ngắn hoặc là T+5, T+10 đó, hoặc là T+3 đó để anh chị có thể thoát ra. Còn nếu mà để nắm dài á, nếu mà để nắm dài mà để về cái đỉnh ngay á thì mình sẽ rất là khó. Tại vì rất nhiều chị hỏi em với những cái mã cổ phiếu như này. Nói chung là những cái mã cổ phiếu như thế này á thì nói chung là về ngành hay là vĩ mô. Và vĩ mô thì nó vẫn rất là tốt rồi. Nói chung là khi mà đầu tư công rồi bơm tiền thì những cái mã cổ phiếu như là bất động sản hay là những cái mã cổ phiếu xây dựng đầu tư công thì rất là tốt rồi. Gọi là đó là chúng ta nắm tinh thần gọi là bên ngoài trước. Nhưng mà những cái mã cổ phiếu này thứ nhất là nó đã tăng rồi. Và thứ hai là cái nhịp vừa rồi nó giảm khá là sâu. Thì khi mà nó giảm sâu thì nó phải cần thời gian để nó cân bằng, nó tích lũy, nó đi ngang, hấp thụ hết các lượng cung. Để làm gì? Để khi mà nó tăng lên nó rủ. Thì những cái chị này trên đây nè, cái mã cổ phiếu nó tăng lên một chút thôi chán quá, nó tăng lên một chút, nó giảm xuống, thôi nản quá, bán. Rồi nó tăng lên một chút, rồi nó giảm xuống, thôi nản quá, bán thêm. Rồi nó tăng lên một chút, nha, nó tăng lên một chút, rồi nó giảm, rồi anh chị bán thêm. Ở cái nào nó tăng, nó giảm, nó tăng, nó giảm, nó giảm. Chừng nào này, chừng nào cái cục này nè mà anh chị bán hết á, chừng nào chị nản á là chị bắt đầu nó sẽ kéo. Đó, thì cái cách đánh của những cái mã cổ phiếu mà nó rơi sâu thì nó thông thường là nó sẽ như vậy. Nghĩa là nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó rung nó rủ, nó rung nó rủ thì nó mới có thể là tăng trở lại. Thì đó là góc nhìn của em với những cái mã cổ phiếu mà nó rơi mạnh trong cái nhịp rồi. Nó rơi mạnh đó nha, nó rơi mạnh. Đây là nói chung luôn để anh chị có thể nắm cái tổng cái gọi là có cái tầm nhìn để chúng ta có thể nắm giữ với những cái mã cổ phiếu mà nó dạng như thế này. hay là anh chị có thể đu đỉnh, hay là anh chị có kịp hàng á, thì anh chị cũng phải nắm tinh thần là ví dụ anh chị đu trên này đi thì không bao giờ mà cái mẹ cổ phiếu nó tăng một mạch để anh chị bán đâu, nó phải có thời gian đó, nó phải có thời gian, anh chị có thể nắm tinh thần như vậy ha. Còn những cái mẹ cổ phiếu mà nó ở xương bên trái, ví dụ một số những mẹ cổ phiếu ngân hàng như là MB này đó, một số những cái mã cổ phiếu bán lẻ như là BNG này, hay là BET này, một số những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp như là HSC này, hay là Long Hậu này, một số những cái mã cổ phiếu là KBC này, hay là BCM á, thì những cái mã cổ phiếu này trong quá trình đi lên nó sẽ nhẹ hơn. Tại vì thứ nhất á, là cái lực cung bên trên nó không nhiều. Lực cung bên trên nó không nhiều nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ cần á nó test đỉnh thành công, nó hấp thụ hết cái lượng hàng này này. Có nghĩa là cái khoảng cách từ cái vùng kháng cự cũ đến cái vùng giá hiện tại á nó rất là ít. Vậy nên cái khoảng thời gian hấp thụ á thì nó sẽ gọi là ít tốn thời gian hơn. Và thứ hai á, là cái nhịp rồi cái nhóm cái mã cổ phiếu MB là một cái mã cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường. Đó, thì với những cái mã cổ phiếu này khi mà chỉ cần á nó tích lũy, nó cân bằng được và nó nuốt hết cái cục này nè, đã nuốt hết cái cục này là nó sẽ chạy rất là dễ. Còn với những cái mã cổ phiếu đích á thì khi mà nó nuốt á thì nó phải nuốt từ từ. Tại vì cái khoảng cách từ cái vùng đỉnh đến cái giá hiện tại á là nó khá là xa. Nó khá là xa chứ không phải như là MB. Chứ không phải là như MB là cái khoảng cách rất là gần. Đó, thì đây là trong quá trình đi lên nó phải hấp thụ để cho những người mà những cái trình nào mà đu đỉnh á là chỉ phải bán ra hết, bán sạch thì nó mới kéo. Thì đã sẽ là hai cái loại cổ phiếu trong giao này, em nói chung luôn để anh chị có thể nắm cái tinh thần. Ví dụ anh chị nắm cái mẹ cổ phiếu nào thì anh chị cứ nắm tinh thần cái kiểu như vậy để anh chị có thể biết được là cái mẹ cổ phiếu này của mình nó sẽ vận động như thế nào. Chứ không bao giờ một cái mẹ cổ phiếu nó tăng một mạch từ 3x lên 120 rồi nó giảm xuống vùng giá 60 mà nó tăng về 120 được là rất là khó. Nó giảm một mạch mà nó hầu như rất là khó, thì nó phải cần thời gian. Đó, em nói tinh thần để anh chị có thể nắm cái tinh thần qua để anh chị có thể đầu tư trong giờ sắp tới. Có nghĩa là mỗi cái mẹ cổ phiếu thì nó sẽ có một cái dạng cổ phiếu, gọi là nó sẽ có một cái cách đi, sẽ có một cái vận động riêng. Chứ anh chị không thể dùng cái thị trường chung, anh chị không thể dùng cái thị trường chung để anh chị đánh giá qua các ngành. Tại vì mỗi ngành nó sẽ có cái vận động khác nhau. Một ngành thì tăng rồi, một ngành thì chưa tăng, một ngành thì khi mà thị trường nó giảm á là nó cũng giảm, còn một ngành khi mà thị trường nó giảm á là nó tăng. Thì nó sẽ có rất là khác nhau, nghĩa là mỗi cái vận động của mỗi ngành á, thì nó sẽ vận động rất là khác nhau. Vậy nên trong cái video ngày hôm nay thì em nói luôn như vậy để anh chị có thể nắm qua anh nha. Rồi, thì đó là tình hình chung của thị trường. Thì ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhìn qua về những cái mã cổ phiếu đóng góp về chỉ số tăng giảm thì đa phần những cái mã cổ phiếu trong rổ VN30 thôi. GAS, Masan hay là BIDV, Vinhome, VP thì những cái mã cổ phiếu gọi là tác động bởi cái phiên ATC là chính, thì ngày mai nó sẽ đạt điểm trở lại. Một số những cái mã cổ phiếu đóng góp về chỉ số giảm thì có BGV này, SSB, BVH, SHB, RE, HBX, VND và DCW. Nước ngoài khối ngoại thì hôm nay khối ngoại mua ròng là khoảng 760 tỷ. Một số những cái mã cổ phiếu như là Masan, Kinh Bắc, GMD, Đất Xanh, GAS, KDH, Vinhome, BNG này, VPBank, GAS, STB hay là BDR. Đó. Đó là những cái mã cổ phiếu mà đóng góp gọi là về khối ngoại. Ngày hôm nay khối ngoại mua ròng khá là nhiều nha. Sau một thời gian bán ròng, ngày 15 tháng 2 thì mua, thì trong khoảng là ngày 16 ngày hôm qua thì bán ròng nhẹ, thì ngày hôm nay đã mua ròng trở lại rồi. Về vận động ngành thì đa phần hôm nay các ngành đều tăng điểm. Một số ngành giảm điểm thì các ngành chứng khoán giảm nhẹ, bảo hiểm thì cũng giảm nhẹ, rồi viễn thông thì cũng giảm khoảng là gần 4%. Rồi một số những cái mã cổ phiếu tăng điểm thì đa phần các ngành đều tăng điểm. Một số những cái mã cổ phiếu điện nước, năng lượng này, du lịch này, ngày hôm nay du lịch tăng khá là tốt với những cái thông tin về Việt Nam, gọi là về cái mở cửa đường bay. Thì những cái thông tin này thì trong cái thời gian vừa rồi thì anh chị cũng đã có những cái thông tin tin tức rồi. Đó, thì khi mình có những cái thông tin về Việt Nam thông báo mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế hoặc là mở cửa đường bay trở lại, thì trong những vài ngày trước thì chúng ta đã có những cái thông tin này nó mong me rồi. Đó, thì khi mà ngành du lịch là cái ngành phục hồi. Còn khi mà chị phân tích những cái mã cổ phiếu, khi mà chị phân tích cái báo cáo tài chính của ngành du lịch á là chị không phân tích được đâu. Tại vì bây giờ chỉ có nợ là nợ thôi. Những cái mã cổ phiếu khi mà chị đọc báo cáo tài chính như là HVN này, đó, những HVN hay những cái mã cổ phiếu như là SKG thì bây giờ anh chị phân tích là chị chỉ thấy nợ thôi. Tại vì những cái mã cổ phiếu này cái tư duy của mình là cái tư duy của cái sự phục hồi, có nghĩa là nó xấu và nó bớt xấu hơn. Đó, những cái mã cổ phiếu là VTD này, đó, gọi là nó từ xấu và nó bớt xấu và nó tốt lên trở lại. Thì đây là cái đặc điểm của ngành du lịch. Chứ mà bây giờ anh chị nhìn báo cáo tài chính thì anh chị chỉ thấy lỗ thôi, anh chị chỉ thấy gọi là xấu thôi, chỉ thấy nợ thôi. Đó, thì cái tư duy của ngành này là có tư duy của sự phục hồi, có là nó xấu và nó bớt xấu hơn, chứ không phải là tư duy của sự phát triển nha. Sự phát triển thì nó không phải là cái ngành du lịch trong dòng này, gọi là nó phục hồi đó, còn nó phục hồi từ xấu thành bớt xấu. Đó, thì đó là những cái mã cổ phiếu ngành du lịch. Rồi, tiếp theo thì chắc có lẽ là em sẽ đi qua một số những cái mã cổ phiếu ở vài ngành nha. Một ngành thì em sẽ đi qua khoảng 2-3 mã thôi. Đầu tiên đi qua ngành ngân hàng đi. Ngân hàng chúng ta có MB này. MB thì em nghĩ là ngày hôm nay thì khi mà nó có kéo về cái phiên ATC á, thì khả năng là ngày mai nó sẽ trả điểm trở lại là quanh với khoảng 32. thì nó sẽ cân bằng thêm. Thì quá trình cân bằng của MB thì nó sẽ mất khoảng từ 4 đến 7 phiên, thông thường là sẽ mất khoảng từ 4 đến 7 phiên. Thì hỗ trợ của MB là quanh giá khoảng trên 32, trên 32 thì vẫn rất là tốt với MB này, thì nghĩa là sẽ cân bằng và sau đó nó sẽ vượt đỉnh với MB. BIDV cũng tương tự thôi, BIDV hay là STB. Đó, thì những cái mã cổ phiếu thì nó có những cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Thì những cái mã cổ phiếu BIDV hay là MB và STB á, thì nó có một cái điểm chung là những cái mã cổ phiếu này nó vượt đỉnh rồi. Thì đây gọi là cái pha test đỉnh. Đây gọi là một cái pha kiểm định lại cái đỉnh. Nó đó thì nó sẽ khỏe hơn so với một số những cái mã cổ phiếu mà nó chưa vượt đỉnh. Ví dụ là STB đi, hay những cái mã cổ phiếu là CTG á, hay những cái mã cổ phiếu như là STB, CTG hay là Techcombank. Đó thì những cái mã cổ phiếu là những cái mã cổ phiếu nó chưa vượt đỉnh. Thì khi mà nó về đỉnh á thì nó phải test lại một lần nữa. Nhưng mà những cái mã cổ phiếu như là BIDV này, như là MB này, như STB á là thì nó đã vượt đỉnh rồi. Thì đây là nó là một cái pha test đỉnh. Có nghĩa là so với những cái mã cổ phiếu kia thì những cái mã cổ phiếu này là nó đi trước một bước. Đó, có nghĩa là trong mỗi ngành thì sẽ có những cái loại cổ phiếu nó khác nhau. Nó sẽ đi trước một bước, chỉ còn nó test đỉnh thành công là nó sẽ chạy rất là dễ. Còn những cái mã cổ phiếu là test cơm đây thì đi lên, đúng không? Đi lên nó gặp cái đỉnh, rồi nó phải test đỉnh thì nó phải mất thêm một cái bước nữa. Đó thì đó là cái đặc điểm của những cái mã cổ phiếu ngân hàng trong dòng này, để anh chị có thể phân loại ra là những cái mã cổ phiếu nào có vận động giá tốt hơn. Đó là em nói chung với những cái mã cổ phiếu ngân hàng. Còn những cái mã cổ phiếu về chứng khoán hiện tại vẫn đang lên sinh đó. Và tích lũy thêm, nói chung là phải cần tích lũy thêm anh ha, vẫn đang lên sinh. Nó là về xu hướng thì những cái mã cổ phiếu này thì nó đã cân bằng rồi, tạo đáy và cân bằng rồi, thì để đi lên thì nó phải cần tích lũy thêm. Nắm giữ thì nắm giữ được nha, nắm giữ thì vẫn có thể nắm giữ được, còn để đi lên thì nghĩ là phải cần thêm thời gian. Ngành chứng khoán thì nghĩ là ngành ngân hàng mà nó lên đó nha, chỉ cần ngành ngân hàng mà nó lên đó thì ngành chứng khoán kiểu nào thì nó cũng chạy. Nhưng mà để nó cân bằng thì nghĩ là phải cần thêm thời gian. Nhưng mà về xuống thì hiện tại thì để tạo đáy thành công rồi, nhưng mà để tạo đáy cũng ok rồi đó, nên chờ thêm, mình ha. Rồi SCS, những cái mã cổ phiếu SSI rồi SCS rồi VND thì những cái mã cổ phiếu này cũng ok rồi. Nói chung là sau khi mà nó giảm thì nó cũng có, gọi là nó cũng có những cái xuống, nó hồi phục trở lại rồi. Nhưng mà cái điểm gọi là cái điểm hạn chế của những cái mã cổ phiếu chứng khoán á là cái lượng hàng bên trên này nè là nó vẫn còn nhiều, thì nó phải cần thêm thời gian để nó hấp thụ nha, tại vì cái lượng người còn kẹp bên trên này còn nhiều quá. Đó thì khi mà nó gãy cái nền này thì để mà nó quay trở về cái nền này á thì nó phải cần thêm thời gian. Nhưng mà đường này em nghĩ là nếu mà những cái ngành ngân hàng mà nó kéo á thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì nó cũng sẽ có những cái xuống về tích cực. Nhưng mà để mà nó nuốt cái lực gọi là cái lực cung bên trên này này thì phải cần thêm thời gian. Rồi một số những cái mã cổ phiếu bông sản thì em nói rồi. Đó, những cái mã cổ phiếu đích hay LDG anh chị cứ nắm nó thằng là những cái mã cổ phiếu này á, là những cái mã cổ phiếu này nếu anh chị đánh ngắn hạn á là anh chị nên chốt. Còn nếu anh chị nắm dài thì anh chị phải cân nhắc một cái vấn đề là những cái mã cổ phiếu này nó sẽ tích lũy thêm. Nó sẽ tích lũy thêm một cái thời gian khá là dài, là khoảng từ 3 đến 6 tháng. Còn nếu mà nhanh thì mình nghĩ là 2 tháng, còn lâu thì 3 đến 6 tháng nha, với những cái mã cổ phiếu như này. Để mà nó tăng từ dưới đáy mà tăng về cái đỉnh á là khoảng từ 3 đến 6 tháng nha. Rồi những cái mã cổ phiếu như thế này, những cái mã cổ phiếu như này, những cái mã cổ phiếu mà rơi sâu á thì anh chị cứ nắm tinh thần như vậy. Đó, em nói góc nhìn tổng quan, em nói nhanh luôn. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường như là KDH này, hay Đất Xanh này thì những cái mã cổ phiếu thì nó có xuống nó khỏe hơn, thì cái xuống của nó phía sau này thì nó sẽ tích cực hơn. Đó. Rồi một ngày hôm nay một số những cái mã cổ phiếu về cảng biển như HAH hay như là GMD. Đó thì nó cũng có những cái xuống khá là tốt rồi. Khi mà những cái mã cổ phiếu mà nó có xuống là nó quay về lại cái nền này này. Đó, chỉ cần mà những cái mã cổ phiếu, anh chị lưu ý những cái mã cổ phiếu mà chứng khoán trong cái nhịp sắp tới á, những cái mã cổ phiếu như là VND này thì anh chị cứ nhìn HAH hay là GMD là anh chị sẽ biết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó gãy cái nền. Nó gãy cái nền đúng không? Nó tạo đáy và đi lên, chỉ cần nó đi lên nó vượt về cái nền này này là nó sẽ ngon. HAH cũng tương tự thôi, nó về cái nền này. Thì giống như là sắp tới anh chị cứ giống thằng VND á, chỉ cần thằng VND nó về lại được cái nền này thôi thì nó sẽ ok. VND nó riêng là những cái mã cổ phiếu chứng khoán khác nói chung. Đó thì nó về lại cái nền này thì nó sẽ ok. Đó, những cái mã cổ phiếu như HAH hay là GMD á, cái nhịp tăng này á, nó thứ nhất là nhịp tăng bởi cái vĩ mô là về cái sự mà về vận chuyển hay là về cảng biển là chúng ta biết rồi. Nói chung là GMD và HAH là hai cái mã cổ phiếu tốt nhất trong cái ngành cảng biển hay là logistics. Nhưng mà cái nhịp này á, nhiều anh chị hỏi là với cái ngành cảng biển là thứ nhất là cái ngành cảng biển là một cái ngành không có chu kỳ. Anh chị ha, về dài hạn là cái ngành cảng biển là cái ngành không có chu kỳ. Tại vì cái dòng vốn FDI của Việt Nam mình đổ vào, gọi là cái dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam mình á, thì nó chỉ có tăng thôi, cũng như cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta trong tương lai thì sẽ rất là tốt. Về dài hạn thì cái ngành này không có chu kỳ. Nhưng mà trong ngắn hạn là trong cái nhịp mà vừa qua đó thì cái nhịp tăng gọi là cái nhịp tăng mạnh đi, em gọi là cái nhịp tăng mạnh đi. Thì với những cái mã cổ phiếu HAH này thì cái nhịp tăng mạnh trong cái khoảng là quý 3 quý 4 á thì nó đóng góp bởi rất nhiều bởi cái giá này. Thì trong cái nhịp này á, nếu mà nó đi lên á thì cái yếu tố này á, gọi là nó đi lên, nếu mà thì cái yếu tố này á thì nó không còn cái động lực nữa. Nghĩa là cái động lực này á là nó sẽ mất, và cái động lực duy nhất á là nó sẽ đến từ cái nội tại của doanh nghiệp. Có nghĩa là nó đi lên vì cái nội tại của doanh nghiệp đó, chứ không phải là nó đi lên nhờ giá cước nha. Thì vậy nên chị phải nắm tinh thần với cái ngành cảng biển là như vậy. đó, cái ngành cảng biển hay là những cái mã cổ phiếu GMD hay là HAH thì em nói hai cái mã cổ phiếu này nó chính nha với cái ngành này đó. Còn để mà cái mã cổ phiếu mà nó tăng chẳng hạn như là nó tăng từ vùng giá là 24 lên 77 là nó tăng nhân 3 lần đi, thì bây giờ rất là khó để cái mã cổ phiếu HAH này là nó tăng nhân 3, tại vì cái động lực của nó bởi giá này thì nó bắt đầu nó giảm đó. Thì em nghĩ là cái nội tại của nó thì vẫn tốt thôi, nội tại của nó vẫn rất là tốt, nhưng mà về cái kỳ vọng á, thì anh chị không nên kỳ vọng nó nhân 2 nhân 3 nha, kỳ vọng vừa phải thôi đó. Với ngành này nó tăng thì vẫn ok đó, tại vì cái ngành cảng biển thứ nhất là nó không có chu kỳ, và thứ hai á là cái ngành này thì thứ hai là những cái mã cổ phiếu này á, về kỹ thuật á, là khi mà tạo đáy thì nó quay về cái nền này rất là nhanh đó. Thì điều kiện á, thì nó không nên gãy về lại cái nền này một lần nữa nha anh chị cứ nhìn HAH giống như là VHC á nè, nếu mà nó vượt cái đỉnh này nè, mà nếu mà nó giữ được trên trong những cái phiên mà T+2 T+3 giống như những cái cây này nè, khi mà nó giữ được cái vùng giá cao á, và nó không gãy về lại cái nền á, là cái mã cổ phiếu nó vẫn còn chạy. Còn HAH cũng tương tự thôi, trong những cái phiên sắp tới á, làm gì làm nó phải giữ trên vùng giá là cộng giá 77 là nó sẽ chạy tiếp để tránh quay lại về cái nền này anh chị ha. Một cái mã cổ phiếu khi mà nó vượt lại cái nền á, mà nó quay về lại cái nền này sẽ rất là xấu, giống như thằng BLC dần trước chị cả nhớ không? Đây nè, thằng BLC dần trước á, đây nè, break lên này, về lại nền thì chị thấy nó dần co thêm không? Đó, break lên này, quay về lại nền này, nó sẽ dần co thêm, break lên, quay về lại nền thì nó sẽ dần co thêm. Đó, thì để mà tốt nhất thì cái mã cổ phiếu khi mà nó vượt á, thì nó không nên quay về lại cái nền của nó, thì nó sẽ mất rất thời gian. HA tương tự. Đó, hay là GMD này, GMD sắp tới thì nó cũng sẽ quay trở về, nó tiến lại cái vùng đỉnh cũ thôi. Thì nếu anh chị chú ý là anh chị lưu cái vùng đỉnh cũ nó là khoảng 54. Đó, với những cái mã cổ phiếu như này. Rồi, một số những cái mã cổ phiếu về dầu khí như là BVD thì chắc phải cân bằng. Vùng này thì có là vùng này thì khối lượng thấp rồi, không quá lo lắng, nhưng mà nhìn chung là phải cân bằng thêm. BSR là phải cân bằng. Những cái mã cổ phiếu này thì khi mà giá dầu nó vẫn còn neo ở cái mức là, để em xem, giá dầu đúng không? Giá dầu, nếu mà giá dầu nó vẫn còn neo ở cái mức là trên 80 đô thôi, thì những cái mã cổ phiếu dầu khí nó vẫn còn động lực. Khi mà chị đánh với những cái mã cổ phiếu dầu khí á, anh chị đừng có nhìn theo ngày, tại vì anh chị nhìn theo ngày anh chị có nghĩa là anh chị lãi bao nhiêu á là anh chị mua thuốc, gọi là mua thuốc trị đau đầu á. Nếu mà chị đánh dầu khí mà chị nhìn cái giá dầu theo ngày á là anh chị chỉ có đau đầu thôi. Nhưng mà theo góc nhìn khi mà cái giá dầu á, nó vẫn còn neo được trên 80 đô thì những cái mã cổ phiếu dầu khí thì nó vẫn còn cái động lực nha. Động lực thì có thể là nó không quá mạnh nhưng mà nó vẫn còn cái động lực nó tăng trưởng nha. Tại vì khi mà chúng ta phải nhìn cái giá trung bình á, cái giá trung bình giá bán hoặc cái giá thuê đó thì chúng ta sẽ đối chiếu được. Đó, thì với ngành dầu khí thì em nghĩ là cái ngành này thì nó cũng hơi đầu cơ một chút xíu, nhưng nhìn chung là những với cái xuống thì nó vẫn còn ok với ngành dầu khí này. Rồi, chứng khoán rồi thép rồi đúng không? Thép thì em nghĩ là cái nhịp này thì nó vẫn dần co thôi, tại vì cái cảng này là cái vùng cảng rất là lớn. Cái vùng này là một cái vùng cảng, một cái vùng nền thì nên chờ thêm. Rồi họ phát tương tự này hay là họ xem. Rồi nên quan sát thêm với những cái mã cổ phiếu thép như nào. Đó, hiện tại nó đang về gặp cái cản này, thì nếu mà anh chị đánh ngắn lên chị có thể chốt ngắn được rồi, còn chị đánh dài thì tùy thuộc vào cái góc nhìn của anh chị như nào. Nhưng mà theo góc nhìn em thì những cái mã cổ phiếu thép thì cái nhịp này là một cái nhịp nó phải cân bằng thêm, tại vì những cái mã cổ phiếu này á, là nó vừa trải qua một cái xuống giảm thì nó phải cân bằng một cái giai đoạn phía sau, thì chúng ta sẽ đánh thêm với lại với ngành này. Nhưng mà về cái góc nhìn về gọi là về cái động lực á, về cái động lực về giá thép á, thì nghĩ là nó không còn nhiều với cái ngành này nha. Cái biên lợi nhuận thì nó cũng hẹp dần rồi với ngành thép. Rồi một số những cái mã cổ phiếu rồi em nói qua một số những cái mã cổ phiếu về những mày. Cảm ơn chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Rồi anh chị nào xem video thì có thể nhấn cho Đạt một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh gì ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video của em sắp tới. Rồi anh chị nào xem video có thể nhấn like cho em gì ha. Rồi cảm ơn mọi người.